Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin sau đắc cử Biden sẽ làm gì. Kết quả xem như đã ngã ngũ, Tổng thống Donald Trump đã không còn lý do gì để phủ nhận chiến thắng của ông Biden nữa, mặc dù hàng ngày ông vẫn tweet ngược lại. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 sẽ là ngày ông Biden khi đó chính thức trở thành Tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Dù muốn hay không, thì ông Biden cũng phải xử lý những gì mà người tiền nhiệm Donald Trump đã để lại. Từ vấn đề quốc nội cho đến quan hệ quốc tế, Biden cần phải chỉnh sửa lại rất nhiều. Vì vậy, việc mà ông Biden sẽ chỉnh sửa khi lên làm Tổng thống là gì? Câu hỏi cũng được rất nhiều người đặt ra. Chính sách đối ngoại mà người dân Mỹ và thế giới quan tâm nhất đó là mối quan hệ với Trung Quốc. Đây là đối thủ đang đe dọa vị trí siêu cường của Hoa Kỳ nhiều nhất, nên nó là chiến lược mà Biden phải ưu tiên hàng đầu. Cũng phải nói rằng, chiến thắng của ông Biden đặt ra một thách thức mới cho Trung Quốc. Chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc thực sự đã làm cho suy nghĩ của người dân và các chuyên gia về kinh tế, chính trị ở Trung Quốc đánh giá rất khác nhau. Người dân cho rằng Bắc Kinh sẽ mừng vì không còn thấy Donald Trump, vì chính Trump là người đã đánh Trung Quốc mạnh nhất trong 4 năm qua như gây chiến tranh thương mại, áp dụng các biện pháp trừng phạt nặng nề và lên án Trung Quốc đã gây ra đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Thế nhưng một số nhà phân tích cho rằng lãnh đạo Trung Quốc có thể đang âm thầm thất vọng lúc này. Không phải vì họ yêu mến ông Trump mà vì viễn cảnh ông Trump trong Nhà Trắng thêm 4 năm nữa hứa hẹn một phần thưởng lớn cho Trung Quốc. Ông ta chia rẽ trong nước, bị cô lập ở nước ngoài. Ông Trump đối với Bắc Kinh dường như là một hiện hình của quyền lực Mỹ bị suy giảm mà Trung Quốc hy vọng và mong đợi lâu nay. Đây là hình ảnh ông Tập Cảnh Bình và ông Biden. Tất nhiên, Trung Quốc có thể tìm được lợi thế trong việc ông Biden sẵn sàng tìm kiếm hợp tác trong những vấn đề lớn như biến đổi khí hậu. Nhưng ông cũng hứa hẹn sẽ làm việc để sửa chữa mối quan hệ với các đồng minh Mỹ. Đây là giải pháp hữu hiệu trong việc kiềm chế tham vọng quyền lực của Trung Quốc so với là một mình, một kiểu như của ông Donald Trump vẫn là. Và chính sách của ông Biden đối với quốc gia đông dân thứ hai thế giới thì diễn ra như thế nào? Từ thời Barack Obama, nước Mỹ đã xoay trục sang châu Á. Tất nhiên, hai cường quốc đông dân nhất thế giới được Mỹ chú ý đến đầu tiên. Việc Mỹ cạnh tranh với Trung Quốc thì rõ ràng ai cũng biết. Nhưng với Ấn Độ thì Mỹ chưa đến mức phải cạnh tranh mà Mỹ chỉ xem Ấn Độ là đối tác lớn. Đối tác về kinh tế để các công ty Mỹ chuyển từ Trung Quốc sang Ấn Độ nếu chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng. Nói chung, Ấn Độ là giải pháp dự phòng cho Mỹ khi Mỹ và Trung Quốc có mối quan hệ không tốt. Và gốc gác xuất thân của bà Kamala Harris sẽ khiến Ấn Độ rất tự hào. Nhưng ông Modi có lẽ sẽ tiếp đón ông Biden lạnh nhạt hơn so với người tiềm nhiệm. Ấn Độ từ lâu đã là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ và điều này nhìn chung sẽ không thay đổi dưới thời ông Biden. Quốc gia đông dân nhất Nam Á này sẽ tiếp tục là một đồng minh then chốt trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc và chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Và chắc chắn bà Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ là cầu nối quan trọng để hai nước đi đến ký kết những hiệp ước quan trọng cả về kinh tế lẫn quân sự. Đây là hình ảnh Thulanji, ngôi làng quê Ấn Độ của thân mẫu Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Ông Donald Trump đã tránh việc chỉ trích các chính sách đối nội gây tranh cãi của ông Thủ tướng Modi, cho nên giữa hai vị nguyên thủ này có một tình cảm nhất định. Đây được xem là hành động tế nhị hiếm hoi mà Tổng thống Donald Trump dành cho đối tác. Đối với ông Biden thì rõ ràng ông Modi phải dè chừng vì ông này khác tính ông Trump rất nhiều. Vậy nên sự kết nối cá nhân giữa ông Biden và Thủ tướng Ấn Độ Modi có lẽ sẽ có những điểm tế nhị cần phải vượt qua. Và người ta tưởng ông Donald Trump ăn nói thẳng thừng vì ông hay dùng tweet để giao tiếp hàng ngày đã cho công chúng thấy được tính khí của ông. Nhưng thật chất thì giới chuyên môn đánh giá ông Biden lại thẳng thừng hơn cả ông Donald Trump. Điều này trái ngược của vẻ bề ngoài của ông, bình thường thấy ông Biden rất điềm đạm. Trang web của ông Biden cũng kêu gọi khôi phục lại quyền lợi của mọi người dân Kashmir, chỉ trích luật đăng ký công dân và luật sửa đổi quốc tịch. Hai luật đã làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối rộng khắp. Dù rằng chưa chính thức làm Tổng thống, nhưng ông Modi đã cảm thấy lo ngại về quan điểm của ông Biden. Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris, người mang một nửa dòng máu của Ấn Độ, đã lớn tiếng nói về một số vấn đề chính sách mang tính chủ nghĩa dân tộc của Ấn Độ của chính phủ. Mẹ của bà Kamala Harris được sinh ra và lớn lên tại thành phố Chennai. Giờ đây, con gái của một phụ nữ Ấn Độ
đang sắp trở thành người đứng thứ hai tại Nhà Trắng là thời điểm làm dâng cao niềm tự hào quốc gia của người dân Ấn Độ. Chính vì thế, khó khăn được hy vọng là hóa giải dễ dàng. Vấn đề bán đảo Triều Tiên có một điều ai cũng biết là Bắc Hàn có cảm tình với Tổng thống Donald Trump hơn là với ông Biden. Bắc Hàn từng gọi ông Biden là chó điên. Nhưng nay, ông Kim Jong-un sẽ có những tính toán cẩn trọng hơn trước khi tìm cách khiêu khích tân Tổng thống Hoa Kỳ. Bản tính của Kim Jong-un là vậy, không ngán ai, và với con người tỏ ra kiên nhẫn như Tổng thống Donald Trump mà đàm phán còn không đi đến kết quả gì, thì với ông Biden không biết thế nào. Kim Jong-un cũng chưa biết bao giờ biết nhường nhịn ai, và với tân Tổng thống Biden thì có thể nói ông ta cũng đang chuẩn bị cách đối phó với vị tân Tổng thống Mỹ này. Trong nhiệm kỳ 4 năm của ông Donald Trump đã có 3 cuộc gặp Kim Jong-un, trong đó có một cuộc gặp tại Việt Nam. Đây là điều mà chưa một Tổng thống nào trước đó làm được. Liệu rằng ông Biden có tiếp tục tiếp bước ông Donald Trump thực hiện nhiều cuộc gặp gỡ hơn hay không? Theo giới chuyên gia dự đoán, thì vấn đề ngoại giao giữa Bắc Hàn và Mỹ sẽ không mặn nồng như thời ông Donald Trump nữa. Có thể ông Biden sẽ cứng rắn với Bắc Hàn hơn người tiền nhiệm. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un ở Hà Nội. Có thể nói, cuộc họp giữa Donald Trump và Kim Jong-un là vô tiền khoáng hậu giữa hai nhà lãnh đạo và những diễn tiến sau đó đã tạo nên những hình ảnh cực kỳ ấn tượng trong lịch sử. Tuy nhiên, về mặt nội dung, hai bên hầu như không đạt được gì, cũng không có gì được ký kết sau đó. Chẳng có bên nào đạt được điều họ muốn từ các cuộc đàm phán này. Và Bắc Hàn vẫn tiếp tục xây dựng kho vũ khí hạt nhân, và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp các lệnh trừng phạt khắc nghiệt. Có lẽ rút ra bài học từ thời ông Trump, nên ông Biden đã có ý đòi Bắc Hàn phải chứng tỏ rằng họ sẵn lòng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình trước khi ông có bất kỳ cuộc họp nào với ông Kim Jong-un. Seoul có lẽ đã lúc này hay lúc khác gặp khó khăn với ông Trump, nhưng Tổng thống Moon cũng rất muốn kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 70 năm trên bán đảo Triều Tiên. Và ông ca ngợi ông Trump về việc can đảm gặp gỡ với ông Kim. Miền Nam cũng sẽ theo dõi chặt chẽ xem liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ông Biden có sẵn lòng thực hiện điều tương tự hay không. Mối quan hệ đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Anh Quốc là mối quan hệ thân thiết lâu đời. Từ nhiều đời Tổng thống, hai quốc gia này luôn sát cánh bên nhau về các vấn đề lớn trên thế giới. Vậy nên, dự đoán là quan hệ giữa Mỹ và Anh cũng sẽ có truyền thống chứ không có gì thay đổi, bởi cho dù thay đổi cũng không thể đổi chiều. Quay ngược lại về thời điểm vào năm 2016, khi đó ông Donald Trump thắng cuộc đua vào Nhà Trắng và nước Anh đã bỏ phiếu rời châu Âu, thì cả ông Biden và Tổng thống Barack Obama đều không muốn giấu giếm gì về việc họ muốn có một kết quả khác so với kể trưng cầu dân ý ở Anh. Và thực sự ở điểm này, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama lạnh nhạt với chính phủ của đảng bảo thủ của bà Theresa May. Đây là hình ảnh của ông Biden và ông Boris Johnson. Theo giới phân tích, thì những chính sách gần đây của chính phủ Thủ tướng Boris Johnson trong vấn đề Brexit đã không diễn ra như mong muốn của các gương mặt chủ chốt ở phe dân, trong đó có vị Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hai ông Biden và Boris Johnson vẫn có với nhau cùng chung một điểm. Hai quốc gia mà họ đã dẫn dắt rốt cuộc là có mối quan hệ dài hạn, sâu sắc trong lĩnh vực ngoại giao, chưa kể còn có mối quan hệ thân thiết trong những lĩnh vực khác như an ninh và tình báo. Còn quan hệ với Putin thì thế nào? Điện Kremlin nổi tiếng với tình báo, cho nên họ có khả năng nghe ngóng rất nhạy. Vậy nên khi Biden gần đây gọi Nga là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ, họ nghe câu đó rất rõ ở Moscow. Việc làm này của ông Biden hoàn toàn trái ngược với Donald Trump trước đây, khi ông Trump khen ngợi Putin là tổng thống tài năng. Có thể ông Trump chỉ khen xã giao, nhưng trong lời khen đó cũng cho thấy thái độ của ông Donald Trump với nước Nga là rất rõ ràng. So với nhiều tổng thống khác thì Donald Trump thân thiện với nước Nga hơn. Và Điện Kremlin cũng đã có trí nhớ rất tốt. Vào năm 2011, Phó Tổng thống Biden khi đó được cho là đã từng nói nếu là ông Putin, ông sẽ chẳng tranh cử tổng thống lần nữa. Điều đó sẽ rất tồi tệ cho cả ông Putin và nước Nga. Tổng thống Putin vẫn chưa quên vụ đó. Đây là câu nói ám chỉ Putin là nhà độc tài. Còn Moscow lo ngại một nhiệm kỳ của ông Biden có nghĩa là sẽ có thêm áp lực trừng phạt từ Washington. Với một người theo đảng Dân Chủ của Nhà Trắng, có thể sẽ đến lúc trả thù cho sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử của Mỹ vào năm 2016. Nhưng với Điện Kremlin, các nhà quan sát tình hình Nga dự đoán chính quyền của Biden cuối cùng cũng sẽ dễ đoán được hơn với Trump. Điều đó có thể khiến việc đạt được thỏa thuận về những vấn đề cấp bách trở nên dễ dàng hơn như Hiệp ước New START,
một hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga sắp hết hạn vào tháng 2 năm tới. Nếu làm được điều này, ông Biden sẽ ghi điểm trước dân Mỹ trong vấn đề quan hệ quốc tế với cường quốc quân sự thứ hai thế giới này. Thực ra, ông Biden đã có 8 năm làm phó tổng thống. Khi đắc cử, ông sẽ biết đưa ra chiến lược như thế nào để đảm bảo cho quyền lợi của nước Mỹ và sẽ hứa hẹn một nhiệm kỳ tương tự như hai nhiệm kỳ mà Obama đã thực hiện trước đây và dự đoán có thể ông Biden sẽ làm tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 17 tháng 11 năm 2020 với bản tin Sau đắc cử, ông Biden sẽ làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.